Xin chào các bạn, đây là loài vẹt khôn nhất thế giới. Vẹt xám châu Phi có thể sống từ 40 đến 60 năm khi bị nuôi nhốt, mặc dù tuổi trung bình của chúng trong tự nhiên là không cao, chỉ khoảng 23 năm. Hầu hết chế độ ăn uống của vẹt gồm có trái cây, đậu và hạt giống. Trong tự nhiên, vẹt xám châu Phi thường ăn đất. Trong môi trường nuôi nhốt, chúng ăn hạt hướng dương, bột viên cho chim, một số loại trái cây khác như lê, cam, lựu, táo, chuối và rau quả như cà rốt, khoai tây nấu chín, cần tây, cải xoắn, đậu Hà Lan và đậu xanh. Vẹt cũng thường cần cung cấp canxi.